miền quê Đông Bắc thân mến, chào tất cả mọi người nhé. Đây mình có mặt và xuất hiện tại một cái khu ruộng này, bà con nông dân đang rất là tích cực để chuẩn bị cho vụ mùa đây. Trước mắt quý vị là những chiếc máy cày đập liên hoàn nhé, đây dạ còn nguyên này. Dạ nguyên như vậy là sẽ được những chiếc máy như thế này bầm tan luôn. Đấy quý vị có thể nhìn thấy cận cảnh này. Không cần cày lật luôn nhá quý vị nhá. Đây là mảnh ruộng vừa rồi vừa mới làm xong đây. Đấy, sau khi sẽ được ngâm nước trong một thời gian để cây dạ nó mục đi thì trong vòng 15 ngày thì sẽ bừa lại một lần và cấy luôn. Đây ở cánh đồng thì hiện nay cánh đồng chỗ em đang đứng đây là có một chiếc bên trên kia nữa, một chiếc bên trên cũng đang làm kìa. Tốc độ của những chiếc máy rất là khỏe luôn. Ruộng nó không cần cày nhá các bác nhá. Bắt nước vào như thế này này, sau đó là máy sẽ băm tan luôn. Đấy các bác có thể nhìn thấy đây. Máy rất là khỏe. Đấy các bạn nhìn thấy cái phay nó bấm đúng không ạ? Đấy. Đấy các bạn thấy là nó bấm rất khỏe luôn. Đây là cánh đồng ngay của em nha các bác nhá. Đây người dân đang rất là tích cực để kịp hoàn thành ở cái vụ mùa đây, đúng theo như lịch nhá của khuyến nông nhá các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy là cái ruộng này là máy vừa mới băm xong này, nó rất chi là tan nát luôn. Thì em sẽ review cho các bác xem cái ruộng này sẽ được băm tan như thế nào nhé. Các bạn có thể thấy là chạy số chậm này, để băm rất là sâu này. Mình sẽ cùng lại gần để xem cái cầu phay của nó nhé các bác nhé. Đây này các bác có thể thấy là lượt băm của nó này. Đây là chạy số chậm nhá, rất là sâu luôn. Đây sau khi mà đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là nó cày thành một cái ấy như thế này đây. Các bác đã nhìn thấy những cái dạ nó bị biến mất rồi. Đấy, sức mạnh của những chiếc máy này, bây giờ không phải dắt theo trâu ra đồng bừa như ngày xưa nữa rồi. Đúng với tiêu chí của nông thôn mới các bác nhé. Đó, bám sát bờ luôn. Như cái bờ như này các bác có thể quan sát là hai cái bờ của bên này với bên này thì không cần phát bờ luôn. Máy nó vào nó quật tan ở đấy luôn. Đây và cái bờ sau khi cái bờ nó sẽ sạch như này đây các bác ơi. Do cái ruộng này là bắt nước chưa được nhiều lắm nên là nó chưa được tan, do đây là bừa lần đầu thôi. Sau khi ngâm ủ 10 đến 15 ngày thì máy sẽ tiến hành làm lại một lần nữa. Đấy các bạn, sức mạnh của những chiếc máy đến từ Nhật Bản đấy các bác nhé.
đây các bác có thể nhìn thấy sau những cái đường cày, đường bừa đi của nó này. Đấy, mọi thứ là tan luôn. Đấy, các bạn thấy nó xuống không? Bám rất là sát bờ, người làm rất là cẩn thận luôn nhé. Đấy, cua theo đường cong luôn. Đấy, và sẽ được vòng lại từ đầu kia lại. Do là cái ruộng nó cong ấy, nên là phải bừa theo đến đây cho nó theo một cái đường quay lại nhá, để cho nó đều hết mảnh ruộng đi. Đấy, các bác thấy vòng lại chưa? Cảm giác cái máy trèo hẳn lên bờ luôn. Đấy. Đây các bác có thể thấy, nhìn thấy cái cầu quay của nó không? Từ ngay phía bên dưới nó quay băm tan tất cả mọi thứ luôn nhá, từ cây lạc đến cây lúa luôn. Đấy, sau khi mà cái cầu phay nó đi qua rồi các bác thấy không, mọi thứ lại được băm tan tành luôn. Đây lượt đầu rồi nhá các bác nhá, đây này, ngay cái chân ruộng bên dưới máy vừa làm xong là đẹp lắm. Do cái mảnh này nó ít nước ấy, mảnh ít nước quá. Thì lát nữa em sẽ review cho các bác xem cái mảnh bên trên này nó nhiều nước hơn nó sẽ như thế nào nhé. Đây, toàn bộ những cái cánh đồng đây là đã được chuẩn bị, còn một số hộ chưa ấy thôi. Đấy, sau khi thu hoạch xong thì máy đang tích cực làm ấy để kịp thời gian để mà ủ ấy. Đấy, hôm nay đã là mùng 4 rồi, mùng 4 tháng 6 rồi. Đây phong cảnh cánh đồng của em đây. Kia ngay bên trên kia cũng là một con khủng long nhé, rất là khủng luôn nhé. Đang bừa bên trên kia đây. Đây và ở đây con này cũng đang tích cực để làm cái khu này đây. Tiếp. Đấy, phải chạy số chậm như thế là nó mới làm tan được các bác. Các bác thấy người nông dân ở chỗ em là như nào rồi? Người ta cũng biết đưa các máy móc vào để mà đáp ứng kịp với cái xu thế, xu hướng mới của nông thôn mới bây giờ đây. Không còn cảnh ngoài đồng bên em thì không còn cảnh nào mà phải dắt trâu để mà đi cày bừa giống như ngày xưa nữa. Ở đây hiện giờ toàn máy móc luôn. Đây, nguyên một cái khu này là có mấy chiếc luôn. Vừa rồi là đây, còn cái góc bên kia có một bác ấy đang một chiếc máy ở kia. Đây, chiếc máy đỏ hôm trước mà em có review cho bác ở, đang nghỉ trên kia kìa. Đấy, các bác nhìn thấy, để em lấy kéo lại gần nhé. Đấy, con máy đang đứng nghỉ. Nhìn thấy tốc độ khiếp sợ chưa? Máy rất là khỏe luôn. Đi bừa cái ruộng như này nó hơi hao nhiên liệu một chút tại vì chạy nặng. Đấy, đó đây không? Các bác thấy lún, độ lún nó khiếp chưa?
Đấy. Bác tài cũng phải rất là chính xác để mà có những đường cày chất lượng nhất đây. Đấy, cứ như thế này sau khi một vòng nữa là tan nát như bên dưới này luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bằng lừ luôn. Cái ruộng này hơi ít nước này, nó hơi khó làm chút. Rồi em được xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Chúc tất cả bà con nông dân luôn sức khỏe nhé, để hoàn thành vụ mùa nhé, được bội thu. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và nhớ đăng ký kênh Miền Quê Đông Bắc nhé, để đón xem những video miễn phí nhất trên kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.